kia, mau dậy nhanh có đi học không? Hai bên mông đau đau, đây dậy đây mình đi ăn sáng. Răng hôi như phân trâu, không chịu đâu, anh cho to đầu. Nhai nhanh lên cu ê, nhai rồi đây. Bố mày. Nhanh lên, nhanh lên, 8 giờ trưa mất rồi. Mà từ giờ em lớn, chắc chị không cần đưa đón đâu. Vì một thằng con gái trên cặp vai gánh hai hạt bầu. Gì chuyện gì tôi có nghe nhầm không đây hỡi ông? Điều kiện thì không khó, có thì chờ em xin năm chục. Thôi chăm trước cho, không lại trách tao kỳ bò. Đây 100k nhá, chưa tự giác cuốc bộ ha. Tao đi dân xa, có việc chút chưa về nhà. Alo nàng đâu đấy, ra ngồi nét xong làm mấy trận nhẹ. Ok ra quán ngay, tao mời nước nhé mày. 20k bánh bao, đò mời nước 50k thì sao? Kệ cha đi, toàn bọn giàu tiêu hoang mấy khi nó bao bình đầu. Giờ đi chơi thì mình tẹt ca luôn, tí em nó đi về rồi nè. Lại lượn đi đâu đấy, có gì không cũng không có chi. Mẹ ơi! Mẹ mày mà nghe thấy, xong bọn tao tối toang bây giờ. Dạo này tiền hơi thiếu, anh gì ơi cho em xin ít tiêu. Tiền thì nhiều không thiếu, nhưng mà cu cứ ngoan anh chiều. 20k bánh đa, 30 nước 5.000 xôi. Vậy còn thừa nhiều nữa, anh gì cứ
con không ngọt ngon thơm mười. Rất ok. Xong. Giờ mình tìm cách chuẩn bị anh em mình mang bao bì thuốc gây mê. Anh ra cho em lăn cơm đầu, bọn đàn em đi sơi nào. Nhưng anh ấy run lắm, chú em thích tiền không? Ôi anh ơi bao nhiêu tiền, giờ em sẽ đi liền. Anh em ơi hãy lên đường. Tôi nghe của linh cảm không anh. Ôi chị của em, sống thật nguy. Hãy đi về đi, mau nói cho chị. Nào nhanh lên cũng là chị quăng luôn đây. Bọn kia đang chơi gì thay sao vui vậy? Mời em chơi đi, mừng furry một mũi tên. Giờ em đây bắn bóng bay, sẽ chúng mày còn màu xanh. Trò này vui ghê, hình như có gì đó sai. Quá mày ơi, nay thời tiết cũng phải 57 độ. Lấy ô mà che, ra ngoài nắng xong kêu trời sao nóng thế. Phương này sao đây mặt ngủ, với đơ đơ sao có chuyện gì mày nói đi nào. Để bọn này còn giúp cho bạn bè mày chớ lo. Sáng nay chị tao mới đi biệt tăm có đám đồ đêm. Thằng bao bị bắt cóc chị tao chú mưu là lăng. Hãy mang trăm chiều và rồi đến mai. Một mình mày đến tôi mong cứu chi mày. Nếu đến đông người là mày biết tay. Mấy em mày chờ thằng này đến mai. Tiền thì mình sẽ bay. Tôi sẽ cứu chị, tôi sẽ mang tiền chiều này. Trong đây có trăm triệu, chị tao nơi đâu? Mày cần sâu nào hay nói tao một câu. Từ từ em ơi, nhưng chưa sôi nên em ơi chớ vội vàng. Bố trang vội vàng, tao đưa túi tiền nào mau hay đưa hàng. Tao không nói nhiều, đã đông nói lời đứa như bướm phù phàng. Tao không đưa mày làm gì, anh em đâu mau bắt ngay đi. Buổi trưa bắt lời này chị em. Bán đi xong bên tàu thôi, bán đi xong bên tàu thôi. Lũ ngu kia đang học sinh sao cứ thích đi ô đường làm cái gì? Chúng bay đang tuổi học sinh, chỉ nên chăm học mà thôi. Chả đi ô đường làm chi, xong đi bán đi xong kêu gào cái gì? Chúng ta mau đi về thôi. Ba hai một ta.